tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm một nạn nhân nữ 15 tuổi. Các bị can bị tạm giam gồm Đặng trí Nguyên 50 tuổi, Nguyễn Khánh Tiên 26 tuổi Trần Văn Tông, 26 tuổi, Lâm Văn Nhớ, 21 tuổi, Nguyễn Khánh Băng, 22 tuổi, Nguyễn Trọng Nguyễn, 20 tuổi, cùng ngũ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Sáu bị can trong vụ án đều trú tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước và cùng là họ hàng với nạn nhân. Ngoài ra còn có bị can Lâm Trung Luân, 37 tuổi, trú tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Nạn nhân trong vụ án nói trên là cháu TTNI, 15 tuổi, ngủ ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo điều tra ban đầu, ngày 18 tháng 2, ông Luân chở cháu Y vào nhà nghỉ ở ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước để quan hệ tình dục. Sau khi gia đình phát hiện sự việc, đã đi trình báo công an và tại cơ quan công an, Y khai, trong quá trình đi chăm bà nội tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, có gặp và quen biết ông Luân. Giữa hai người phát sinh tình cảm, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục. Ngoài ra, TTNI còn khai thêm trong thời gian sinh sống tại nhà bà nội cùng gia đình cô Dượng từ năm 2017, thời điểm cháu TTNI khoảng 7 tuổi đến nay, cháu đã bị 6 bị can đều là họ hàng của mình nhiều lần lạm dụng quan hệ tình dục, trong đó bị can Đặng Chí Nguyên là Dượng, bị can Tông và nhớ là hai người con của cô ruột nạn nhân. Theo chính quyền địa phương, sau khi ly dị, cha của cháu TTNI có vợ khác và có thêm hai người con riêng khi mẹ kế qua đời cha ruột đã gửi cháu y cho ông bà nội nuôi dưỡng cha y không có việc làm ổn định tại địa phương và là gia đình thuộc diện cận nghèo mới được địa phương hỗ trợ căn nhà tình thương sau khi phát hiện vụ việc địa phương cùng ngành chức năng đề nghị đưa cháu y vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cà mau nhưng cha của y không đồng ý và đã đưa cháu y về nhà nuôi dưỡng ngay sau khi vụ việc được trình báo với cơ quan chức năng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản giết người và hiếp dâm xảy ra tại nhà trọ ở phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức do Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang thực hiện. Nạn nhân trong vụ án này là chị VTT, 25 tuổi, quê Đồng Nai. Trong vụ án này, cơ quan chức năng chưa thu hồi được vật chứng là một điện thoại di động hiệu iPhone 12 Pro màu xanh, dung lượng 128GB, số IMEI 3589 154834 42908 Theo đó, cơ quan công an đề nghị người dân thấy hoặc đang giữ điện thoại di động có đặc điểm nêu trên cần liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 gặp điều tra viên Lương Văn Hải, đội 3, phòng PC01, số điện thoại 0902 785 865 để cung cấp thông tin. Như đã đưa tin, chiều ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của chị VTH quê Đồng Nai về việc em ruột là chị T đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều ngày 8 tháng 2. Gia đình từ Đồng Nai lên phòng trọ của chị T thì phát hiện có nhiều dấu vết bất thường nên đã trình báo vụ việc đến công an thành phố Thủ Đức. Vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera gần khu vực gây án, công an xác định từ chiều ngày 8 tháng 2, chị T chưa từng rời khỏi dãy trọ. Thay vào đó, họ phát hiện Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang, cùng dãy trọ với nạn nhân, liên tục ra vào dãy trọ và chở theo nhiều túi ni lông màu đen ra bên ngoài. Công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng báo cáo vụ việc cho ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ban giám đốc nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại nên ngày 12 tháng 2 tức ngày mùng 3 Tết, giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh phân công thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Cảnh sát đã di lý Khoa về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận, ngày 8 tháng 2, thấy chị T chuẩn bị hành lý về quê nên Khoa đã nhờ chị T qua phòng phụ dọn đồ đạc. Tại đây, Khoa ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản và hiếp dâm. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khoa dùng dao phân tử thi nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông màu đen, đem phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, phường Tăng Nhân Phú A. Trong quá trình gây án, Khoa đã cướp của nạn nhân một số tài sản, trong đó có chiếc iPhone 12 Pro màu xanh. Hiện vụ án sát hại cô gái ở thành phố Thủ Đức đang được công an tiếp tục làm rõ. Theo thông tin từ lãnh đạo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHB, sinh năm 1984. Ông PHB là người đã đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 3, một cán bộ hải quan tỉnh Nghệ An đã xác nhận người điều khiển xe máy là anh PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Anh B trong lúc lưu thông trên đường đã va chạm với ô tô đoạn ở vòng xoay đại lộ Lenin, thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 3. Vị cán bộ trên cho biết B đã điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc, sau đó những người liên quan đến làm việc tại Công an Phường Hưng Dũng và Công an thành phố Vinh. Đây là sự việc đáng tiếc trong ứng xử khi tham gia giao thông. Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHB. Hiện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra để có hình thức kỷ luật đối với ông PHB. Ông PHB là cán bộ công tác tại Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 11 đến ngày 15 tháng 3, ông PHB được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Còn anh DDH, chồng của nữ tài xế ô tô chia sẻ, sự việc xảy ra khiến gia đình mệt mỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà tài xế xe máy đã đến xin lỗi gia đình người chồng cho biết may khi người này đập vỡ kính ô tô thì kính không văng vào mặt vợ tôi, lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người. Được biết tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội. Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3 tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong thành phố Vinh tỉnh Nghệ An xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vào thời điểm trên, nam thanh niên đi xe máy Honda Airblade đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ, hủy hoại tài sản của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Mới đây, công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào chiều ngày 15 tháng 3, Dũng lái xe bán tải biển kiểm soát 29C85642 và phạm lỗi, đỗ nơi có biển cấm đỗ, trước số nhà 93 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, nên bị tổ tuần tra của công an phường Trương Định xử lý. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra. Tài xế này không xuất trình được và đưa 500.000 đồng cho tổ công tác xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Dũng lên xe nổ máy, lùi xe đâm hỏng phần đầu ô tô của công an phường Trương Định, rồi lách ra, tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba khuất duy tiến để lên đường vành đai ba trên cao, hướng về Pháp Vân. Khi đến trước số nhà 285 Nguyễn Xiển, ô tô bán tải tông vào xe máy do anh NSH, sinh năm 2002, trú tại Hải Dương, điều khiển. Cú tông làm anh H ngã ra đường, xe máy mắc vào phía trước ô tô bán tải. Chưa dừng lại, chiếc bán tải tiếp tục tăng ga ủi xe máy trên đường khoảng 150m thì mới tách được xe máy ra. Sau đó, Dũng tiếp tục điều khiển xe bán tải bỏ lên đường vành đai 3 trên cao rồi va chạm với một xe tải khác. Khi tới gần Đại học Thăng Long, chiếc xe bán tải bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra ban đầu xác định Dũng dương tính với chất ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn.